Thưa quý vị, sau 35 năm đổi mới, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị ở nước ta nói chung và Đà Nẵng nói riêng đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng. Tuy nhiên, chất lượng đô thị hóa chưa cao, chỉ phát triển theo chiều rộng là chủ yếu, gây lãng phí về đất đai, mức độ tập trung kinh tế còn thấp. Quản lý và phát triển đô thị theo hướng bền vững là yêu cầu đặt ra hiện nay. 6 năm sau khi chia tách, năm 2003, Đà Nẵng được công nhận là đô thị loại 1 cấp quốc gia. Từ chỗ quay lưng với biển, Đà Nẵng đã bắt tay vào kiến thiết lại đô thị để có hai mặt tiền là biển và làm cho sông Hàn ngày càng lung linh hơn với những cây cầu vừa mang tính biểu tượng, vừa là niềm tự hào của nhân dân thành phố. Không gian đô thị của Đà Nẵng ngày nay đã tăng lên gấp 4 lần. Thành tựu thành phố đạt được là rõ nét, song thực tế sau quá trình phát triển nóng, nhiều bất cập cũng đã bộc lộ gần đây. Để cân bằng, hướng đến phát triển bền vững, Đà Nẵng đã bắt tay điều chỉnh lại quy hoạch chung một cách bài bản. Công tác quản lý đô thị của thành phố và các địa phương của chúng ta phải nói là hết sức quan tâm và có những cái chính sách, có những cái đổi mới và có những sáng tạo tốt để chúng ta có thể có được một Đà Nẵng hiện nay. Đà Nẵng chúng ta là một thành phố cũng trẻ, năng động nhưng mà cái diện tích thì không lớn. Mà với tốc độ phát triển như thế để có thể đến 2 triệu người và 3 triệu người thì rõ ràng ở đây là một cái việc mà chúng ta cần tính toán. Với cái diện tích đất như hiện nay thì chúng ta cần tính toán. Và cái việc tính toán thì cần trước hết là phải có một cái điều chỉnh quy hoạch. Theo Bộ Xây dựng giai đoạn 2010-2020, đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nhất tại hai vùng kinh tế, xã hội quan trọng, đó là vùng đồng bằng sông Hồng và vùng Đông Nam Bộ, thấp nhất tại vùng Trung Du miền núi phía Bắc. Với đích đến là phát triển bền vững, đầu năm nay, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 06 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Nghị quyết 06 là một cái quy hoạch rất là quan trọng cho công tác quy hoạch và phát triển đô thị. Bởi vì trong Nghị quyết 06 thì đánh giá rất rõ về những thực tiễn và những cái nguyên nhân tại sao cái công tác quy hoạch và xây dựng chúng ta còn trì trệ, còn yếu kém. Và nghị quyết 06 thì ngoài những quan điểm để mục tiêu ra thì cái nhiệm vụ giải pháp thì đưa ra rất có cụ thể. Và tôi nghĩ là 6 cái nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết 06 là bao trùm lên tất cả những vấn đề về đô thị Việt Nam của chúng ta. Tại hội nghị quán triệt nghị quyết 06 được tổ chức mới đây, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng yêu cầu phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, thống nhất nhận thức và hành động trong hoàn thiện thể chế, quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị bền vững là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng của cả hệ thống chính trị. Chúng ta có thể xây dựng được một thành phố với cơ sở vật chất rất hiện đại, nhưng để làm chuyển biến tư duy, nhận thức của con người vốn quen sống ở nông thôn phù hợp với lối sống đô thị là quá trình lâu dài. Vì thế phải kết hợp tổng hợp nhiều cái biện pháp. Lâu nay, tư duy nhiệm kỳ vẫn được xem là nút thắt lớn nhất trong quản lý và quy hoạch đô thị. Tuy nhiên, với những hành lang chính sách mới này, tư duy nhiệm kỳ gắn với lợi ích nhóm trong quản lý quy hoạch xây dựng phải thay đổi, nhờ đó đảm bảo tính định hướng, thống nhất và khả thi của quy hoạch, đồng thời khắc phục tình trạng quản lý chia cắt cục bộ, thiếu liên kết vùng và liên kết các địa phương và sản phẩm ngành, tạo đà cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.